Đây là bông mỗi buổi sáng nha. Sáng thức dậy lúc nào mà cũng kiểu đờ ra. Bập ấy bập. Ê, bông, không. Đây là thành quả của mấy ngày mình đi đi chơi về nè. Ở bên quán thì có nhiều anh chị đã tặng cho bông bụp nhiều ổ bánh mì như thế này nè. Không ăn thì tiếc quá, nhưng mà ăn thì sợ tụi nó mập. Nhưng mà thôi kệ đi. Mập thì nhưng mà mập lên ít thôi nha. Bụp ngồi xuống rồi. Hôm nay là Đà Lạt đầy nắng rồi nha. Sáng sớm là nắng hơi bị dữ luôn. Nắng gắt người luôn, gắt da luôn. Đây là son. Rồi, ổ bánh mì này sẽ chia ra. Rồi coi nè. Ăn ít thì sợ không đủ no, ăn nhiều lại sợ mập. Rồi cuối cùng ăn ít hay là ăn nhiều em? Được không? Sớm mình nói chuyện với nó không, nó đã chạy nước miếng nè. Ổ bánh chia đôi được không? Từ khi bụp hết bệnh rồi bắt đầu bụp cũng tham ăn hơn. Không biết là tại vì do là ăn ít quá nên là nó tham ăn hay sao như thế nào không biết nữa. Mà kêu nó qua bên quán ăn đi. Bông đâu bụp đâu? Đi. Rồi, đi qua luôn. Nhanh lên. Ở đây, qua đây, qua đây. Ngồi đây đi, ngồi xuống. Ổ bánh mì này để bên quán này. Không biết con mèo nào nó đi qua bên quán mà nó ăn hết một xíu bánh mì rồi. Thôi kệ. Rồi, mỗi con sẽ được nửa ổ này nghe chưa? Nghe không? Kéo. Đó, bụp. Kéo. Con sò nó cũng lại xin ăn nữa. Này sao? Nhà nó gì cũng ăn nha. Vô đi lên. Quán của Bình sau những ngày mưa mọi người biết. Những cái cây cây môn như thế này nó phát triển đúng kiểu là gặp mưa là nó nát cây hết trơn à. Xong rồi bên kia cũng vậy, lá nó bị vàng hết rồi. Nói chung là mưa Đà Lạt rất là khó trồng cây nha mọi người, không phải là dễ trồng đâu. Hàng tùng thì không sao, nhưng mà mọi người nhìn Dương Sĩ này, nó chết úa hết trơn. Bây giờ Bình không biết thay thế cây gì được, tại vì trong thời điểm mưa như thế này nếu mà thay thế cây á thì nó sẽ bị hư liền, tại vì mưa nhiều quá, lượng nước nhiều quá cây nó sẽ bị úng. Còn cúc thân gỗ thì khá ok nha. Cúc thân gỗ thì lên hoa rất là đều. Đó. Nhiều khi muốn đẹp cũng không đẹp được, tại mưa quá. Chủ quán ơi, cho xin một ly cà phê sữa nóng coi. Dạ, chú chờ con chút xíu nha. Quá ngon. Lâu rồi bên quán mà không có chỉ dạy những cái trò cơ bản thì chắc bông bụp sẽ quên mất. Đây là có hai miếng bánh nha chưa. Đây, mình sẽ kêu bông lại. Bông. Bông, qua đây. Rồi, bông ngồi xuống. Bông, lên. Bông, xoay vòng. Bông, xoay vòng. Rồi, giữ yên đó. Còn một trò nữa, cũng khá khó nhưng mà lâu rồi chắc nó quên rồi. Bông, đứng dậy. Bông, đứng lên. Đứng lên. Giữ yên, giữ yên, giữ yên, giữ yên. Ok, vẫn còn được, rồi. Đó, ốm ốm đi rồi đứng dễ hơn nghe chưa. Mập quá đứng không nổi. Thế lực bụp. Bụp qua đây. Bụp ngồi xuống. Bụp lên. Bụp lên. Không, bụp ngồi xuống. Ngồi xuống, bụp lên. Giữ yên. Bụp đứng dậy. Đứng lên. Đứng lên bụp. Đứng lên, bụp đứng lên. Đứng lên bụp. Nói chung là đang mệt nha. Thôi đứng nhiêu ra được rồi. Tay đâu? Tay đâu? Đó. Quay chủ yếu cho mọi người biết là bụp đã khỏe rồi nha. Nè. Rồi.